Mừng tất cả bạn đến với lãnh địa Samsung nha. Đây, show hand đến em. Bộ sưu tập Galaxy S9. Màu này là màu gì đây anh em? Radiant luôn đây, cực kỳ sang chảnh luôn. Màu này là độ hiếm là cao nha anh em. Trong số lượng cả đống cây máy gì mới lựa được 1-2 cây, cái màu Radiant này là màu hiếm nha. Đó, lựa cả đống mới được 1 cây, 2 cây. Thì bữa nay mình để cái cây này đến em chỉ có 900 cành thôi nha. 900 cành sở hữu một con S9 nhỏ gọn luôn, số đúng số 9 may mắn luôn nha anh em. Màu này là màu Radiant luôn, độ hiếm cực kỳ cao. Đây, con Galaxy S9, con này là bản hàng nha anh em. Đây, hai sim úp sẵn cho anh em luôn, gắn sim vô là xài thôi. Thử test thử cái camera cho anh em xem luôn nha. Con này là camera khẩu độ f1.5 nên chụp đêm cực kỳ sáng nha anh em. Vân tay nằm ở mặt lưng luôn. Dòng này vẫn còn bảo mật móng mắt, khuôn mặt đầy đủ đó, lướt mượt mà. Tần số quét màn hình chỉ có 60Hz thôi, được cái là nhỏ gọn đó. Con này là kích thước màn hình có 5.8 thôi, nhỏ gọn, cấu hình cao, cũng RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Anh em nào cần liên hệ trực tiếp, không ship hàng. Số lượng máy còn rất rất nhiều nha anh em, đủ màu luôn nha, xanh, tím, lavender, đen này kia đầy đủ hết. Đó, từ 900 cành sở hữu siêu phẩm nha. Rồi, chào tạm biệt tất cả anh em.